Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị ba căn nhà xây mới tinh gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với bến xe Nghĩa, gần với công viên âm nhạc, nói chung là giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trung tâm thương mại Yêu Môn. Với ba căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Diện tích 30m2, xây dựng là 4 tầng. Với căn nhà này, ở đây ba căn thì đã bán một căn ngoài này rồi và còn hai căn, giá chào bán thấp nhất là 2 tỷ 430 triệu đồng mọi người ạ. Và với cái căn này thì thông số nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền của ngôi nhà 5m, chiều dài 6m, thiết kế rất chi là hợp lý. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa cuốn và xung quanh toàn bộ cái mặt tiền của ngôi nhà là ốp đá granite. Mời người theo em vào cái phần cụ thể, phần chính của ngôi nhà. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà rất là chỉn chu. Đây là cái phần phòng khách. Thì gạch lát nền của cái ngôi nhà này thiết kế là gạch 80-80 granite. Với cái phần tầng 1 thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ với cái căn nhà này. Theo hiện trạng, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Giá chào bán căn trong cùng là 2 tỷ 430 triệu đồng và căn Ngọc Ánh đang quay ở đây gửi cho quý vị là 2 tỷ 480 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với cái căn nhà này, quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm. Tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đây là cái phần phòng khách. Mặt tiền của ngôi nhà rộng cho nên là cái chiều dài của nó ngắn mọi người ạ. Tuy nhiên, cái ưu điểm của mặt tiền rộng thì bước vào trong cái không gian nhà nó rất là thoáng. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Xung quanh bếp thì ở đây chủ nhà là ốp cho mình gạch 30-60 và tủ bếp thì cũng hoàn thiện xong hết đó. Đây, chậu rửa, vòi rửa. Mặt bếp thì ốp đá granite với cái không gian bếp nhỏ nhắn xinh xắn đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị. Với ngoài ra cái phần phòng khách và phần phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh nhỏ nhắn này thì đáp ứng cho quý vị cái phần sử dụng, nó là bồn cầu, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài xin chia sẻ với mọi người, ngõ trước nhà, căn nhà này chỉ có 2m thôi nhưng cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m. Nói chung với căn nhà này trong ngõ, giao thông đi lại xung quanh cũng rất là thuận tiện, gần với chợ, trường, phường, trạm, gần với Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với lại trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa. Nói chung với vị trí căn nhà này và giá bán hiện tại rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời mọi người theo em lên khám phá trên các tầng của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhé. Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà với không gian rất là thoáng, cửa sổ, một cái ô cửa sổ to mọi người ạ, để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như không khí vào trong cái không gian phòng này. Và trên phía tầng 2 thì cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện này. Với tầng 2 thiết kế sẵn ống chờ, dây chờ, áp chờ và cái kích thước gạch ở lát nền ở trên phía tầng 2 cũng là kích thước gạch 80-80. Đây là cái cửa thông phòng, cửa nhựa lõi thép mọi người ạ. Đây, cho mọi người thấy, nhìn nó rất là giống cửa gỗ, nó cũng đẹp như cửa gỗ ấy, và cái độ bền của nó thì nó cũng ngang ngửa với cửa gỗ mọi người ạ. Đó, hệ thống trần thạch cao. Và có một phòng vệ sinh thiết kế master ở phía bên trong phòng ngủ. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng hệ thống sen cây, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Nói chung quan trọng nhất Ngọc Ánh chia sẻ trên kênh của Ngọc Ánh rồi. Tất cả những căn nhà giá bán lên là do vị trí bất động sản. Với vị trí căn nhà này 2 tỷ 430 triệu đồng, 2 tỷ 480 triệu đồng rất chi là hợp lý. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 và 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm một phòng ngủ rộng và một cái ô cửa sổ, mọi người nhìn thực tế đây, mở ra rất là thoáng, rất là mát. Đó, trên phía tầng 3 này, với cái căn nhà này thì chủ nhà thiết kế
lát gạch đồng nhất từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 3, tính đến bây giờ là gạch kích thước 80-80 mọi người ạ. Và cái phía tầng 3 này thì cũng được thiết kế ở đây là một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Nói chung cái vị trí bất động sản là cái căn này là ngõ nông, thoáng, đi lại thuận tiện. Từ vị trí này mà đi ra tới cái điểm xe buýt nó khoảng tầm 500m mọi người ạ. 500m nó có cái điểm dừng xe buýt rồi. Đấy. Tất cả các công năng sử dụng trong căn phòng có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị đúng như vậy. Giá bán là giá chào trực tiếp từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng, không có chênh lệch 1.000 một giấc gì đâu mọi người nhá. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Và tiếp theo mời người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Và ngoài năng bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với cái tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế này mọi người ạ. Như là tầng 2 và tầng 3 cũng gồm một cái ô cửa sổ rất là rộng, một phòng vệ sinh. Đây mọi người nha. Đó. Giá chào bán của cái căn nhà này là 2.480.000.000 và giá chào bán căn trong cùng là 2.430.000.000. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.